Chào mọi người trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin giới thiệu về con robot sử dụng mô đun dò đường New Way BFD100. Đây là mô đun dò đường hàng ngoại. Con robot này mình sử dụng bộ điều khiển là con Arduino Uno R3 và driver điều khiển động cơ là L298V3. Ở đây mình sử dụng 4 con động cơ robot RB03, nhưng mà ở đây mình tháo hết cái phần đọc tín hiệu về rồi nên là nó sẽ được sử dụng như động cơ DC bình thường. Thì bây giờ mình sẽ nói qua về nguyên lý hoạt động của con robot này. Thì tín hiệu sẽ được thu về từ module dò đường New Way. Đây. Gửi về qua trung tâm và điều khiển tín hiệu ra module điều khiển động cơ. Điều khiển 4 động cơ theo các tín hiệu nhận về. Thì bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn về mô đun dò đường New Way này. Mô đun này sử dụng nguồn từ 3 đến 5V và có các đầu tín hiệu đọc vào. Thì các cái tín hiệu ở đây đều là tín hiệu số 01 nên là rất dễ để lập trình. Đây thì mô đun có các cái chân này, chân VCC gọi là, đây là cấp nguồn, chân S1 đến S5 thì sẽ tương ứng với lại các cái cụm led thu, led phát ở đây. S1 tương ứng với lại U1, S2 tương ứng với U2 và lần lượt vào đây. Đây là cặp led thu led phát để phát hiện cái vật cản ở gần, nó là near. Module có thêm một công tắc hành trình để khi gặp vật cản mình có thể cho robot dừng lại hoặc là lùi lại. Thì cái khoảng cách dò đường từ vạch đây, từ mặt đất lên đến cặp led thu led phát này là khoảng cách từ 0 đến 4 cm. Còn khoảng cách phát hiện vật ở phía trước mình có thể điều chỉnh là từ 0 đến 5 cm dựa vào cái con biến trở ở trên này. Đồng thời thì để thể hiện cái trạng thái phát hiện vật, ở trên module cũng đã tích hợp các cái led. Đây, led S1, S2, near và led bow là led nguồn. Và ở hai bên này. Có jack chờ nguồn. Các bạn có thể ứng dụng các cái module này trong việc làm robot dò đường hoặc là phát hiện vật cản ở phía trước. Đó, bây giờ mình sẽ cấp nguồn 12V. Uh-huh.
Thì trước đây mình vừa giới thiệu về con robot dò đường sử dụng module New Way BFD100. Thì các bạn có thể ứng dụng cái module này để thiết kế con robot của các bạn. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.